Xin kính chào tất cả các quý vị, xin kính chào các thầy, xin chào các bạn. Chủng tử đan không những giúp tôi có con mà còn là con trai. Hôm nay tôi xin tiếp theo phần thứ hai của bài nói về phương thuốc chủng tử đan mà tôi đã sử dụng. Bài thuốc này có liên quan đến con dê. Đó. Tức là vị thuốc thứ hai trong bài thuốc chủng tử đan. Vì con dê tiếng Anh là capra và tiếng Pháp cũng là capra. Tiếng Nga là gornie, gosle. Tức là dê núi. Và tiếng Trung cũng là san giảng sú, từ sơn dương là dưới núi, thuộc họ sừng rỗng Bovidi. Đúng là có xin chào Bình Đặng nha, hương rượu tốt lắm đấy. Thế thì theo y học cổ truyền một trong những chức năng quan trọng của tạng thận là chủ về sinh dục. Một con dê lại là loài động vật có khả năng hoạt động sinh dục mạnh mẽ, bền bỉ. Bởi vậy, quả thận và tinh hoàn của con dê đã được người xưa sử dụng làm thức ăn, làm thuốc để chữa trị các chứng bệnh thuộc về hệ sinh dục từ rất sớm. Đây là một trong những ví dụ điển hình của việc áp dụng học thuyết dĩ tạng bổ tạng, dĩ tạng liệu tạng, tức là lấy tạng để bồi bổ và chữa bệnh của tạng. Thì trước hết đây giới thiệu với quý vị hình con dê. Đó. Chúng ta đều biết, nhưng mà đây cũng xin cứ giới thiệu là để quý vị có cái biết ở đấy này là loại dê núi, nó sống ở trên núi. Đó. Một con dê đực và một con dê cái. Đó. Dê có những điểm mà các động vật ăn cỏ khác không có. Những đặc điểm gì ạ? Là đặc điểm là chúng có thể trèo nhanh trên các vách núi đá chênh vênh và có thể ăn một cách ngon lành các loài cây có gai, thậm chí có nhựa độc như cây sinh rồng. Tuy có dáng đi xấu, nhưng mỗi con dê đực sở hữu khả năng hoạt động tình dục đứng hàng đầu trong giới động vật. Một con dê đực có thể kiểm soát giao phối trung bình tới 60 con dê cái và làm tình trong nhiều lần liên tục. Do đó, còn là biểu tượng của tình dục, nhục dục. Còn con dê cái thì cứ 18 đến 20 ngày là một chu kỳ nó lại động đực, động dục đấy. Và dê cái đẻ khỏe lắm, mỗi lần đẻ tới 2 và 3 con. Và có giống ca dê lại đẻ tới khoảng 10 con cơ. Và chỉ cần mang thai khoảng 147 ngày đến 150 ngày là đã đẻ lứa khác được rồi. Một năm nó có thể đẻ nhiều lứa. Đấy.
cả dê đực lẫn dê cái nó mạnh về tình dục như vậy. Và các quý vị có biết dân ta có câu thơ truyền miệng như thế này không? Tái dê chấm với tương gừng, ăn vào cứ thấy phừng phừng như dê, đêm về vợ lại tỉ tê, tối mai ta lại tái dê tương gừng. Cái bài là câu thơ truyền miệng như vậy là chắc là cũng nhiều người biết. Còn trong Nam Dược Thần Hiệu thì Tuệ Tĩnh có biết thịt dê, tức là dương nhục ấy, có vị đắng, ngọt, tính rất nóng, ích cho tâm tỳ, bổ được hư lao, hàn lạnh, trừ kinh giản, trị bị gió chóng mặt, đau lưng và chữa được liệt dương. Và bài thuốc mà Tuệ Tĩnh đưa ra là thịt dê 40g, đương quy 5g, gừng 10g, nấu chín lên ăn 2 lần trong một ngày, giúp cho phụ nữ sau khi sinh nở cơ thể bị yếu gầy, ăn ngủ kém, ít sữa sẽ nhanh hồi phục. Và cái quý nhất của con dê đối với đàn ông là thận dê. Thận dê được gọi là dương thận. Đấy, vị thuốc mà thứ hai trong cái bài thuốc này là dương thận. Thì thận dê đấy thì bao gồm dương nội thận và dương ngoại thận. Mà dương nội thận là gì? Tiếng Hoa còn gọi là dương yêu tử đấy, tức là quả thận của con dê. Và dương ngoại thận tức là dương thạch tử đấy, tên tiếng Trung đấy, tức là tinh hoàn của con dê. Đấy, chúng ta biết dương ngoại thận và dương nội thận đó. Thận dê hay còn gọi là dương thận, hay vị thuốc dương thận đấy, vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, thường được dùng để chữa các chứng thận lao hư tổn, thận lao hư tổn, hư ổn đấy, lưng đau gối mỏi, tai ù, tai điếc, liệt dương, di tinh hoạt tinh, yếu sinh lý, đi tiểu đêm nhiều lần. Dương thận thường được sử dụng dưới dạng kết hợp với một số thực phẩm hay dược liệu để chế biến thành những món ăn hấp dẫn, vừa có công dụng bổ dưỡng lại vừa có tác dụng phòng chống bệnh tật. Còn tinh hoàn con dê đấy, tức là dương thạch tử đấy, thì bổ thận tráng dương, ích tinh. Sau đây tôi xin giới thiệu một số bài thuốc điển hình. Về thận, dương thận đấy. Bài thứ nhất là dương nội thận, tức là quả thận đấy, thì một quả thịt dê 60g, lá của cây câu kỷ 250g. Nhưng không có lá thì có thể thay bằng câu kỷ tử, tức là hạt của cây câu kỷ đấy, quả cây câu kỷ đấy, 100g. Gạo tẻ 60-90g. Hành củ và gia vị vừa đủ. Dương thận rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Còn thịt dê cũng rửa sạch, thái quân cờ. Lá câu kỳ tử đấy thì ta sắc kỹ rồi bỏ bã, lấy nước, sau đó cho thận và thịt dê vào, ninh nhừ với gạo thành cháo, nêm gia vị vừa đủ và chia ăn vài lần trong ngày.
Công dụng của bài thuốc này là bổ thận âm, ích thận khí, tráng nguyên dương, dùng để trị các chứng lưng đau, gối mỏi, tai ù, di niệu do thận hư, nam giới liệt xương, suy giảm khả năng tình dục. Bài thứ hai cũng dương nội thận một quả, nhục thung dung 30g, đấy chỉ có hai vị thôi. Dương thận thì rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái niếm. Còn nhục thung dung thì tẩm rượu, nhục thung dung thì tẩm rượu một đêm, sau đó thái thành lát, đem hầm cùng với dương thận. Khi chín, chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng của bài này là bổ thận tráng dương, nhuận tràng thông tiện, dùng làm đồ ăn cho những người bị liệt dương, yếu sinh lý, táo bón do mệnh môn hỏa suy. Bài thuốc thứ ba là dương ngoại thận, tức là tinh hoàn đấy, một đôi. Nước hầm xương lợn một bát, tủy lợn lấy một đoạn, gia vị vừa đủ. Dương ngoại thận rửa sạch, thái miếng, đun nước hầm xương lợn cùng với gia vị và tủy lợn trong 15 phút. Sau đó cho dương ngoại thận vào đun thêm chừng 3 phút là được. Đấy, trước hết là đun nước hầm xương lợn trước đã cùng với gia vị và tủy lợn trong 15 phút. Sau đó mới cho dương ngoại thận vào đun thêm chừng 3 phút là được. Múc ra bát ăn nóng. Công dụng của bài này là ích tinh, trợ dương, bổ thận, được dùng để chữa các chứng muộn con, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng, mỏi gối, suy giảm ham muốn tình dục, suy nhược cơ thể. Bài thuốc thứ tư, dương nội thận một đôi, tức là quả thận đấy, của con dê đấy, một đôi. Nhục thung dung 25g, thảo quả 5g, chân bì 5g, mỡ dê 100g và gia vị vừa đủ. Thận dê làm sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng, mỡ dê cũng thái miếng. Trước hết chúng ta sắc kỹ các vị thuốc rồi bỏ bã lấy nước, sau đó đem hầm với thận và mỡ dê. Khi chín, chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng bổ thận tráng dương, ôn trung kiện tỳ, nhuận tràng thông tiện, được dùng để chữa các chứng liệt dương, di hoạt tinh, đau lưng mỏi gối, tay chân lạnh, táo bón do thận dương hư. Còn bài thứ năm, dương ngoại thận, tức là tinh hoàn, quả tinh hoàn đấy, của con dê đấy, một đôi. Nhung hiêu 3g và rượu trắng 500ml. Dương ngoại thận tươi lấy từ dê núi là tốt nhất. Đó. Rửa sạch huyết rồi đem ngâm cùng với nhung hiêu vào rượu trắng. 500ml đấy, rượu trắng đấy, nửa lít. Đó. Ngâm chừng nửa tháng là được. Sau đó mỗi ngày uống 1 đến 2 lần. Mỗi lần từ 10 đến 20ml. Ml nhỏ đấy mà. Kiêng hành gừng, tỏi và hạt tiêu. Công dụng bổ thận tráng dương, ích tinh dưỡng huyết, dùng để chữa các chứng liệt dương, suy giảm ham muốn tình dục, tinh dịch lạnh loãng, suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, thậm chí là không có tinh,
vô tình đấy, bệnh vô tình đấy. Và thứ sáu, dương nội thận một quả, bạch tật lê sao qua 120 gram, long nhãn 120 gram, dương dương hấp 120 gram, tỏa dương 120 gram, ý dĩ 120 gram, tất cả đem ngâm với rượu trắng chừng nửa tháng, sau đó mỗi ngày uống 20 ml. Công dụng ôn thận tráng dương, ích tinh bổ tủy, khu phong trừ thấp, dùng để trị các chứng liệt dương, di mộng tinh, tinh lạnh, lưng đau gối mỏi, tai ù tai điếc ở người già do thận hư. Bài thứ bảy, dùng để chữa liệt dương và xuất tinh sớm, gồm có thận dê một đôi, nhục thông dung 12 gram, kỳ tử 10 gram, thục địa 10 gram, ba kích 8 gram. Bài thứ 8, trường hợp chữa gầy yếu, suy nhược, ù tai, điếc tai, di tinh, liệt dương, hậu sản, thì gồm có thận dê 100 gram, thịt dê 100 gram, kỳ tử 50 gram, gạo tẻ 50 gram, gia vị vừa đủ tất cả nấu thành cháo, ăn vài lần trong ngày. Bài thứ 9, đợt đau lưng mãn tính, thì thận dê một đôi, thái miếng hầm với đậu đen 60 gram, đỗ trọng 12 gram, tiểu hồi hương